Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá ở Cần Thơ miền Tây. Em chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Trước là gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em có dời được một con em bếp siêu lớn, siêu to, siêu đẹp, siêu giá rẻ luôn. Con này là Toshiba, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin. Con này đặc biệt lắm nha quý khách. Đặc biệt lần sau em sẽ giới thiệu tiếp. Nắp đẹp, không móp méo nha. Đó, ok ha. Còn nó bị kia đây ha. Đây, đó, lòng son còn rất là đẹp, chống dính nha. Xào, chiên, nấu, rang, ok hết. Rồi, cái nắp này cởi để em để qua bên đi ha. Đó, ngoại hình nè, em quay cho khách xem. Đặc biệt là thằng này là giống như nồi cơm, dây gút nè, mà dây nó dài lắm nè, nè gút nè ha. Đó, rồi bên đây á, bên đây nó có cái nút nè, này là bấm vô nó kéo dây vô nè ha, quý khách thấy nè. Ồ, rất là hay ha. Ồ, không nứt không bể gì hết nha. Đó, quá đẹp luôn. Rồi lật cái mông nó lên coi. Rồi, cũng cực kỳ đẹp ha. Điện 100V, 1200W nha. Đó. Rồi, nấu thì cũng như đơn nấu nướng, chiên xào cũng như mấy anh kia thôi ha. Nhưng mà đây em sẽ hướng dẫn lên cái phần cho mấy anh, mấy chị nào về vệ sinh. Ở bên đây nó có cái lẫy nè ha. Quý khách gạt xuống. Nè, hiện giờ quý khách thấy cái miếng này nó bằng ra ha. Em bật xuống nè. Đó, quý khách nghe cái cạch không? Là tháo này ra bình thường ha. Rút điện ra ha. Tháo ra bình thường. Ủa chưa được. Bật lên một cái ha. Cái này nè. Cái này nè. Cái cụm này nè. Quý khách giật nó ra ha. Đó giật nó ra nó hở nè. Là đó. Rồi cái này nè. Mà đem đi vệ sinh chùi rửa dầu. Cứ chùi nước thoải mái. Cái chỗ này là nó ăn điện thôi. Quý chị quý khách chùi nước rồi. Để ngược lên nha. Qua ngày hay là 2-3 tiếng hay thổi khô nó là xài bình thường nha. Đó. Bo nó hỗ trợ cái dây nằm trong đây luôn, rất là gọn ha. Còn quý khách muốn gắn vô á, em nghiên cứu rồi, nãy em gắn mấy lần không được. Ở đây ơi, số đít bên tay trái này nó có cái ngàm nè, quý khách thấy không, đút vô bên đây trước là nhấn xuống là ok ha. Nè quý khách gài sao nè, nè quý khách thấy không, ở này nè nó có cái lỗ nè ha. Đó đưa vô. Đưa cái này vô được là ok nhất nha. Đó. Nó vừa không nè, quý khách thấy vừa không? Nó hơi hở, quý khách nhắn xuống. Rồi. Là cái lẫy này nè, nó ăn cái lẫy này rồi đó, đúng không? Nhưng mà cái này nó còn hở nè. Quý khách thấy không? Vô quý khách đẩy vô. Rồi, vậy là xong. Ha, cái phần hướng dẫn, rồi giờ tới phần nấu ha. Quý khách kéo dây nó ra. Dây con này dài á. Bật điện. Nấu chiên xào nướng cái gì cũng được hết, rất là đẹp, rất là tiện luôn. Hiện giờ đang là nhiệt độ nè, quý khách thấy không, nó không cháy đèn nè ha. Nè đó. Nè em dặn qua nè, từ từ nè. Đó, hiện giờ khoảng tầm 50 độ lại cháy đèn nè, 80 độ nè. Đó. Con này cực kỳ nhanh nóng nha quý khách. 120, 160, 180, 200W nè. Quá thái độ ta, chắc độ quá em quên nè. Rồi đây, nhiệt độ giấc trưa giờ rất là nắng ha, tầm 31 độ. Đây, quý khách thấy nó lên nào. Rồi em sẽ đi vòng vòng cho quý khách xem, nó nóng rất là đều nha. Đó, quý khách thấy không, có chỗ nữa nó không nóng là nó sẽ báo liền. Nè, chẳng hạn không nóng em đưa lên nè, giảm liền thấy không, đưa xuống à. Rồi, con này quá đẹp, quá rẻ luôn. Con này em chưa tính tiền ship nha. Rồi quý khách gặt ngược lại. Rồi quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa nào thật sự có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok giùm em. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại.